giờ mình đổ thử lên nó chấu với cám nó ra thành gì nha. Này là có nuôi gia súc gia cầm đây nè, chăn nuôi heo đồ ngon á, chấu với cám chung chung luôn. Rồi đổ vô thao cho thấy coi thử. Chấu cám xay lẫn lộn luôn đó. Thôi đổ gạo với mình xay không thử ra gì nha. Đây là nuôi heo, là nuôi heo vô tư luôn. Phải không? Khỏi cần mua cám luôn nè. Khỏi mua cám to cám mịn gì trộn, như cái này trộn sẵn luôn rồi. Này trộn sẵn luôn á. Khỏi mua cám to cám mịn luôn. Nếu bà con mà chỉnh chấu thì không có ra chấu được nha, chỉ là ra trộn cho thức ăn cho gia súc thôi, heo rồi đó, gà vịt rồi đó. Tại vì cám với chấu xay lộn xộn luôn. Gạo trà thấy sao em, nóng không? Thấy còn quan trọng hết lúa luôn phải không? Hết thóc luôn á, là khỏi cần lượm lại á. Này thay thế cho máy Vinapro có lứt rồi đó. Rất tiện. Lớn luôn không? Quá tiện không? Một thành cám luôn hả? Được á. Ai mà nuôi gà rồi đó. Này heo là vô tư luôn em ơi. Luôn. Cơm tắm vô đây luôn hả? Cơm tắm vô. Đồ đẹp ha. Đây. Đơn giản với gia đình này ok. Rồi nhớ cột nữa em, xong đó. Em ơi thử tiếp. Vậy là cái này để xây cám rồi. Bên đây xây cám. Xây cám cho thức ăn gia súc heo cái rồi. Cái này để nè. Cái này máy nghiền nè. Máy nghiền. Còn bên đây là mình xây gạo, mình lấy gạo. Đang hốt nấm gạo đây thử nè. Bỏ đại đó không được, bỏ đại đó. Chỉnh nghe em, chỉnh đó nha. Bỉnh đổ lại, bỉnh đổ lại. Có quạt gió nó hút luôn kìa. Đừng đo nè. Đổ ra thành gì? Này là có nghiền, ở đây là vừa nghiền vừa rồi. Cám. Tao nó ra cám cho gia súc ăn không? Này nghiền ngô rồi đó. Này nghiền ngô đó. Ồ. Kìa. Tấm to. Tấm mịn chứ, tấm mịn. Cái này trộn thức ăn cho gia súc rồi đó. Tấm mịn. Tấm mịn. Đó là gạo xay ra đó. Này là để cho gà với gì trộn vô cho heo đó. Rồi, ngày mai. Thank you.
máy trà lúa đang ăn rồi con, là đổ một lần một ga gạo luôn á. Có cái là chấu thành cám luôn thôi chứ không lấy chấu riêng được, đời này thì chấu cám là chung luôn rồi đó, chỉ có tách tắm ra thôi, tách thôi nha. Bà con đây là xây xây gạo nha, cái con đổ đây là xây thành bột luôn nè, nghiền thành bột luôn, cái đó bỏ lên là nghiền thành bột, đây bột nó sẽ ra đây nè, không thành bột ra luôn nè, hay à, không nóng nha. Này, xe gạo đa năng điện gia đình được nè, thơm phức mới trà luôn. Còn con là muốn xe bột rồi để đây nè, nghiền rồi để đây nè. Đó ra ăn bột luôn, tắm nha, có lọc tắm luôn nè, tắm qua đây nè, ở đây nè, nó được tắm đó con, mà đổ lại, đổ lại cho nó lượt cái. Thôi đổi lại đi, đóng nắp chưa, đóng nắp chưa, tắp chút không, thôi chưa, cái xe này thấp không, nó là năng nha, gia đình được gọn nhẹ luôn. Xây sạch sẽ và không có bụi bặm luôn nè, nghe chung dân cư rồi thì ra được nè, sạch sẽ luôn. Cái đời này thì chấu nó ra thành cám luôn nha, đây chấu ra thành cám luôn nè, nó cái đời này chấu thành cám luôn, cái đời này thì không có lấy chấu được. Rồi lấy cái hộp bỏ bên cái ngăn nhỏ, lấy hộp hướng vô ngăn nhỏ sao vậy, chưa mà lấy hộp bỏ ngăn nhỏ nha, phải chưa? Kiếm gì? Pha nó đổ em. Chè nước, chè nước.
Làm gì? Nó nhiều lắm coi, không chịu nổi đâu. Không, này thấp xuống chút ơi Đạt. Thấp xuống giùm anh chút ơi. Quay thùng lại. Ê, vậy để đóng nắp lại, đóng nắp nó sụp. Đóng nắp lại. Ừ. Rồi, để đứng vậy đó. Ờ, rồi vô. Ê, đứng vậy luôn. Ờ. Ờ, vậy được rồi, nó vừa đó. Chơi kỳ vậy. Ba cái này phải kiếm cái gì ứng đó. Này. Không được.